Hồng Loan bật khóc nức nở khi đọc bức di thư ba Vũ Linh giấu dưới gầm giường suốt một năm nay. Tỏ ra vô cùng xót xa khi Hồng Loan hé lộ có tìm thấy một bức tâm thư của cha viết. Bức thư được Hồng Loan phỏng đoán là của ba mình viết trong 3 tháng cuối đời, nhưng không rõ chính xác thời gian nào. Nội dung bức thư khiến ai nấy vô cùng đau xót. Hồng Loan không thể kìm được nước mắt lúc tìm thấy nó. Diệu Ni chia sẻ, bây giờ kiện cả gia đình Loan rồi, có nghĩa là đánh cháo cái việc Loan làm giấy tờ giả, chứ không phải giấy tờ thật. Mặc dù cơ quan chức năng chưa lên tiếng chuyện hủy giấy khai sinh của Loan, nhưng một mực cứ kiện Loan làm giấy khai sinh giả, không phải chú Năm. Đáng chú ý, trong lúc chia sẻ, Diệu Ni phủ nhận thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từ mặt Hồng Loan. Cô tiết lộ cố nghệ sĩ để lại di thư cho con gái, khẳng định nếu từ mặt thì đã không có di thư. Vụ nào mà có giấy tờ từ con nữa? Làm gì có chuyện đó? Nếu chú từ con, chú không thể để lại giờ. Chú không thể để lại tờ giấy mà chú viết lúc cuối đời rồi nhét ở dưới giường để cho Loan đọc đâu. Nếu từ con thì chú đâu nhắn cho Loan chạy lên, nói sao không ẵm mấy đứa cháu lên nhớ muốn chết. Đại diện Hồng Loan cho hay, đoạn đầu bức thư có đoạn, gửi Hồng Loan con gái yêu thương của ba. Vào ngày con được sinh ra, ba sung sướng vô cùng, rồi ba đi đến ngay bệnh viện nơi con cất tiếng khóc chào đời để gặp mặt con lần đầu. Thời đó công nghệ chưa tiên tiến như bây giờ, ba thậm chí không biết con là trai hay gái. Lúc lần đầu gặp con, ba thật sự xúc động. Ba đặt chữ lót tên con là Hồng, để mong muốn cuộc sống của con toàn màu hồng. Sau đó ba và mẹ không đến được với nhau, ba đã từ bỏ tất cả chỉ với một điều kiện. Dẫn con theo. Ba luôn lo sợ có ai đó cướp đi bảo bối duy nhất, nên đêm nào cũng không ngủ được. May mắn những lúc ấy có bà nội luôn đồng hành cùng ba trong giờ phút khó khăn. Có nhiều lúc con bị sốt cao vào giữa đêm, bà nội đưa con đến bệnh viện và rơi nước mắt vì lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy ba? Con hỏi. Ba liền bảo, không sao cả, con sẽ khỏe lại thôi. Ba yêu con rất nhiều. Con gái lau nước mắt cho ba mình và nói, con cũng yêu ba. Sau bài đăng từ đại diện Hồng Loan, nội dung bức di thư của nghệ sĩ Vũ Linh nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đó không lâu, vào đầu tháng 1 năm 2024, Hồng Loan gây chú ý khi đăng tải video dọn phòng của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cô xúc động bật khóc khi phát hiện một số thứ được bố để lại. Tuy nhiên từ đó đến nay, Hồng Loan vẫn chưa tiết lộ thứ mà nghệ sĩ từ Vũ Linh để lại cho cô là gì. Hồng Loan bộc bạch, hôm nay con gái dọn dẹp chuẩn bị đón Tết về, bao nhiêu ký ức ùa về. Mỗi khi con cùng các cháu về thăm ba, bước vào cánh cửa là bóng dáng ba ngồi tại chiếc giường này. Còn giờ đây con thèm biết bao nhiêu, được thấy ba, được thấy hơi ấm của ba. Dọn dẹp đến đâu, đau xót nhớ thương đến đó, ba ơi, ba đang ở đâu, con nhớ ba lắm. Một điều tuyệt vời nhất ba để lại cho con, mà con không ngờ tới. Trong lúc con dọn dẹp con đã nhìn thấy, và đó là tất cả những gì ba im lặng bấy lâu nay. Ba ơi con cảm ơn ba, ba đã yêu thương và bảo vệ cho con cháu từ bấy lâu nay. Đã gần một năm kể từ khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, nhưng ồn ào xoay quanh các thành viên trong gia đình ông vẫn chưa dừng lại khiến dư luận không ngừng bàn tán. Thời gian qua, nghệ sĩ Hồng Nhung liên tục gửi đơn kiện cháu gái Hồng Loan để đòi quyền thừa kế ngôi nhà của Vũ Linh mà hiện gia đình Hồng Loan gồm chồng và 5 con sinh sống. Ngoài ra, Hồng Nhung khẳng định Hồng Loan không phải con gái ruột của anh trai mình. Riêng phía Hồng Loan, cô cho biết sẽ hầu tòa cùng cô ruột để làm rõ nghi vấn không phải con ruột. Cô cho biết đã xét nghiệm ADN nhưng chưa công bố kết quả. Hiện Hồng Loan duy trì công việc bán hàng online. Gần đây cô góp mặt trong bộ phim điện ảnh về cải lương để tưởng nhớ người cha quá cố. Chú Bảy Tiểu Linh công bố di chúc sau gần một năm nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Mới đây, Hồng Loan xúc động khi biết chú Bảy Tiểu Linh đang giữ di chúc của ba Vũ Linh trước khi qua đời đột ngột. Thì ra bấy lâu, chú Bảy giả vờ theo phe Hồng Phượng để thử lòng dạ Hồng Loan, cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại di chúc. Không phải tiền bạc hay nhà cửa, nghệ sĩ dặn dò di chúc cho gia đình là những điều vô giá, có ý nghĩa thiêng liêng. Di chúc để lại, giữ đạo đức, hát hay, diễn giỏi, luôn cố gắng. Tài sản khủng ba để lại cho con gái nuôi là duyên, là nghề, là nghệ thuật. Chia sẻ của nghệ sĩ Tiểu Linh khiến khán giả xúc động và càng thêm trân quý tình cảm giữa nghệ sĩ Vũ Linh dành cho người thân. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh giúp đỡ nhiều nghệ sĩ, con nuôi trong việc làm nghề, nên sự ra đi đột ngột của ông khiến nhiều người vô cùng đau xót. Trước đó, con gái nghệ sĩ Vũ Linh cho biết, đề nghị em và cháu gái của ông dọn ra khỏi nhà vì hai bên tranh chấp tài sản thừa kế. Đầu tháng 6, nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Loan gây chú ý vì kiện nhau ra tòa tranh chấp tài sản. Chiều 16 tháng 6, sau 100 ngày mất của ông, trong buổi gặp gỡ truyền thông, ca sĩ Hồng Phượng, con của Hồng Nhung, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, lần đầu lên tiếng.
Theo nữ ca sĩ, mâu thuẫn gia đình đến mức không thể ngồi lại nói chuyện nên không có cơ hội hòa giải. Theo đơn Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý, bà Hồng Nhung đề nghị hủy văn bản khai nhận thừa kế do Hồng Loan lập đối với di sản của Vũ Linh, bao gồm nhà mặt tiền đường Đoàn Thị Điểm. Bà Hồng Nhung cũng đề nghị được chia phần thừa kế 2 thửa đất ở Thủ Đức cho bà và em trai. Hồng Phượng nói điều buồn nhất gia đình tan đàn sẽ nghé, không nhìn mặt nhau. Cô và Hồng Loan đồng trang lứa thân thiết hơn 30 năm khi nghệ sĩ Vũ Linh còn sống. Nhưng trong lễ cúng 100 ngày, con cháu không thể có mặt đông đủ vì mâu thuẫn. Giờ lên mạng, gõ tìm kiếm về cậu chỉ ra toàn tin tiêu cực. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu cùng người hâm mộ Vũ Linh nhiều năm qua, ca sĩ Hồng Phượng cho biết. Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh khóc, nói cắt quan hệ với mẹ con Hồng Phượng vì thấy họ vô lý khi đòi chia thừa kế. Chị cho biết thông báo mẹ con Hồng Phượng trước 3 ngày, đồng thời không vứt bỏ đồ đạc hay cư xử cạn tàu tróng máng như lời Hồng Phượng nói với truyền thông. Hồng Loan rút lại lời hứa bán đất cho Hồng Phượng tiền vì thấy không còn cần thiết. Theo con gái nghệ sĩ Vũ Linh, sau khi cúng 49 ngày cho bố hồi tháng 4, chị sẽ bán 2 miếng đất ở Thủ Đức chia cho con cháu. Trong đó, Hồng Loan dự tính cho Hồng Phượng số tiền để mua nhà, xe và vốn làm ăn. Tuy nhiên, mẹ con Hồng Phượng phản đối vì 2 thửa đất không thể bán do nằm trong diện quy hoạch. Thay vào đó, bà Hồng Nhung đề nghị Hồng Loan được đứng tên chung trong quyền sở hữu căn nhà ở đường Đoàn Thị Điểm. Trước khi xích mích nổ ra, tôi vẫn có ý định để cô Sáu sống chung vì muốn gia đình sum họp. Tuy nhiên sau sự việc, tôi mời họ ra khỏi nhà để mỗi người được nguôi ngoai, Hồng Loan nói. Sau ồn ào, con gái Vũ Linh nói tiếc nhất là thanh danh một đời của cha bị con cháu làm ảnh hưởng. Chị nói sẵn sàng hầu kiện bởi tin bản thân không có gì khuất tất. Hồng Loan xúc động món quà khủng của anh hai Vũ Luân giữ lùm xùm ghi âm. Được biết là người luôn bảo vệ em gái Hồng Loan, Vũ Luân ngày càng được nhiều người yêu mến hơn. Mới đây anh đã làm điều vô cùng ý nghĩa cho gia đình Hồng Loan, đó chính là anh đã tài trợ tiền cho bé Pun ăn học. Vũ Luân chia sẻ, cậu tuy không phải quá giàu có nhưng cậu biết việc học là việc quan trọng, môi trường học ảnh hưởng nhiều đến trẻ nên cậu đã quyết định dành khoản tiền tiết kiệm của mình đầu tư cho bé Pun học trường quốc tế tốt nhất ở Sài Gòn. Cậu hy vọng con học thành tài để sau này giúp ích cho đời. Bé Pun sẽ theo học tại trường quốc tế Bắc Mỹ SNA ở thành phố Hồ Chí Minh. Trường SNA nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tổng diện tích lên đến 10.000 m2, gồm 73 phòng học và 17 phòng chức năng và các trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu học tập của 2.000 học sinh. Trường tự hào có các phòng công nghệ thông tin chuyên dụng, phòng nghệ thuật, thí nghiệm khoa học, STEM, nhà thi đấu đa năng, sân bóng, hồ bơi có mái che. Hiện trường SNA đang giảng dạy chương trình tú tài quốc tế IB với các chương trình tú tài quốc tế của khối tiểu học, tú tài quốc tế cấp trung học dành cho học sinh từ 11 đến 16 tuổi, tú tài quốc tế dành cho học sinh trong độ tuổi 16 đến 19. Trước đó, trên kênh TikTok cá nhân, nghệ sĩ Vũ Luân đăng tải đoạn clip ghi lại màn song ca giữa mình và Hồng Loan xuất hiện trong trang phục đơn giản. Cả hai cùng nhau thể hiện ca khúc Chuyến xe cuộc đời, dành tặng đến người hâm mộ yêu thương tiếng hát Hồng Loan và Vũ Luân. Là một nghệ sĩ cải lương gạo cội của Việt Nam, có thể thấy tiếng hát Vũ Luân vô cùng ngọt ngào. Nhiều khán giả cũng nhận xét rằng, theo thời gian, chất giọng của nam nghệ sĩ ngày một mùi mẫn, chứa nhiều cảm xúc, sự từng trải trong từng câu hát. Đặc biệt khi con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan vừa cất giọng lên, thì ai nấy đều bất ngờ khi cô nàng dù nối nghiệp ca hát của cha hay anh trai Vũ Luân, nhưng lại sở hữu giọng hát ngọt ngào cảm xúc, cách hát mộc mạc tự nhiên theo bản năng của Hồng Loan, nhận được rất nhiều tình yêu mến từ cộng đồng mạng. Dưới đoạn clip, đông đảo ý kiến để lại lời khen ngợi dành cho màn song ca ăn ý. Hành động ôm eo đầy thân mật mà Vũ Luân dành cho em gái Hồng Loan chứng tỏ được tình cảm yêu thương mà Vũ Luân dành cho Hồng Loan. Trước đó cộng đồng mạng bất ngờ khi Hồng Loan phát hành sản phẩm âm nhạc cùng nghệ sĩ Vũ Luân. Cả hai đã có sản phẩm song ca mang tên Những Chuyến Xe Cuộc Đời. Đây là lần đầu tiên Hồng Loan phát hành một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh sau những lần đứng trên sân khấu. Trong sản phẩm này, Hồng Loan được khán giả khen ngợi, có giọng hát ngọt ngào cảm xúc, dù không cần quá nhiều kỹ thuật. Đặc biệt khi kết hợp cùng nghệ sĩ Vũ Luân, cả hai vô cùng ăn ý. Không chỉ vậy, gần đây khán giả liên tục thấy Hồng Loan xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Đây là công việc có thể giúp cô kiếm tiền và nối nghiệp người cha quá cố.